Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn. Thì hôm nay tôi lại đang bán cho quý anh chị em và các bạn một cái mẫu xe Honda CR-V, hay gọi là mẫu xe của dòng xe Honda 5 chỗ gầm cao nhập khẩu nguyên chiếc, động cơ 2.0, rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Hiện tại showroom của chúng tôi tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, cách bến xe Mỹ Đình khoảng tầm 1,2 km đi về hướng Duy Tân, Thành Thái các bạn nhé. Chúng ta đi một vòng để có thể trải nghiệm cái mẫu xe này cụ thể thế nào các bạn ạ. Honda CR-V thời điểm đó cũng có rất nhiều các phiên bản, trong đó là có 2.4 nắp thoát thân nước, 2.0 nắp thoát thân nước và một số những cái mẫu xe 2.0 nhưng được nhập khẩu nguyên chiếc. Và cái mẫu xe 2.0 nhập khẩu nguyên chiếc thì nó có ưu điểm về chất lượng cũng như về trang thiết bị option nó được tốt hơn nhiều so với lại những cái mẫu xe được lắp ráp trong nước các bạn nhé. Lắp ráp trong nước. Đây cũng là xe sản xuất năm 2011 và đây được form mới rồi các bạn nhé. Đã có form mới rồi. Thông thường form mới và form cũ thì nó cũng chênh nhau cỡ khoảng vài chục triệu các bạn ạ. Cùng năm 2011 nhưng mà form mới và form cũ cũng chênh nhau khoảng vài chục triệu. Đây là Honda CR-V ở phiên bản nhập khẩu là phiên bản EXI các bạn nhé. EXI nhập khẩu nguyên chiếc các bạn ạ. Xe này thông thường thường xuyên bảo dưỡng tại Honda Tây Hồ các bạn nhé. Honda Tây Hồ. Đây chúng ta có thể mở cái cửa này, cốp sau này. Nhìn trong khoang nội thất thì rất là đẹp. Khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy thì chắc chắn các bạn sẽ phải quan tâm nhiều yếu tố, trong đó xe bị tai nạn hay không, có bị ngập nước hay chưa, có bị tháo cổ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo hay không. Thì đấy là những yếu tố rất là quan trọng đối với anh chị em và các bạn. Thì các anh chị em các bạn cũng nên chú ý quan sát các bạn nhé. Ví dụ đơn giản như là những cái đường keo chỉ này, các bạn có thể xem có vấn đề gì bất thường hay không, đúng không ạ? Đây các bạn nhìn này. Đây keo chỉ ở cửa trước bên lái. Động cơ tức là về phần ngoại thất ấy, nội thất thì rất là đẹp. Nội thất thì không phải là trang bị ghế đen đâu mà ghế màu kem. Rất đẹp các bạn nhá. Đây là tôi quay ở trong showroom thì nó hơi tối hơn một chút, nhưng mà nhìn ở bên ngoài ấy, thì phải nói rằng là nó rất là đẹp đấy các bạn nhìn này. Nhìn bên ngoài rất đẹp nhá, nội thất còn rất là sáng. Các bạn nhìn thấy không? 5 chỗ gầm cao 2.0 thì đi rất là tiết kiệm nhiên liệu, chứ không giống như là cái phiên bản 2.4 ấy. 2.4 thì nó không tiết kiệm nhiên liệu bằng cái dòng xe 2.0 các bạn ạ. Không tiết kiệm nhiên liệu bằng các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Đây giá lóc đã được trang bị rồi này. Giá lóc được trang bị đầy đủ hết các bạn nhé. Xe này rất đẹp. Xe rất đẹp. Đây chúng ta sẽ có cái cửa đây. Cửa nhìn tapi cửa các bạn nhìn lên mê luôn đúng không ạ? Đây. Chất liệu ghế da này, nó nhìn rất là mê. Chất liệu ghế da nó nhìn rất là mê các bạn nhá. Cực kỳ đẹp các bạn ạ. Hộp số tự động 5 cấp này. Đầu DVD, camera lùi đã được trang bị đầy đủ rồi các bạn nhá. Đầu DVD và camera lùi cũng đã được trang bị rất là đầy đủ rồi. Đây. Phanh tay. Đầu DVD, camera lùi lốp còn rất là dày. Đầu DVD đi, camera lùi đã được trang bị đầy đủ rồi. Lốp còn rất là dày các bạn nhá. Đây, động cơ các bạn nhìn này, động cơ thì có thể nói rằng là như mới các bạn này. Đây là khu vực cổ xả này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Động cơ như mới các bạn nhé, như mới luôn. Anh chị em thân mến, thì xe này chúng tôi đang chào bán là 495 triệu. Giá thì vẫn có thể thương lượng được. Nếu như anh chị em là đến trực tiếp tại showroom hoặc gọi điện số điện thoại 0939063333. Anh chị em thân mến, thì nếu như anh chị em nào đến trực tiếp tại showroom thì đến trực tiếp tại showroom nhé, thì chúng tôi sẽ dành tặng những anh chị em nào gọi trực tiếp số điện thoại 0939063333, chúng tôi sẽ dành tặng cho anh chị em một cái phiếu giảm giá từ 10 đến 15 triệu đồng vào ngay trong tài khoản của quý anh chị các bạn. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.